Pháp Việt xin trân trọng giới thiệu giải pháp Anti-OptiStruct cho phân tích mô phỏng tính bền, tối ưu hóa kết cấu. Anti-OptiStruct là bộ giải pháp hàng đầu trong phân tích tối ưu hóa kết cấu với những bài toán mô phỏng tuyến tính, phi tuyến tính dưới tác dụng của tải trọng tĩnh và tải trọng động. Rất nhiều khách hàng trên toàn thế giới của chúng tôi hiện đang sử dụng OptiStruct để phân tích và tối ưu hóa các kết cấu về độ cứng, độ bền và các đặc điểm về rung, ồn hay các bài toán về nhiệt. Dựa trên cơ sở phần tử hữu hạn, công nghệ động lực học và thông qua các thuật toán phân tích và tối ưu hóa, OptiStruct giúp các kỹ sư thiết kế phát triển nhanh chóng các kết cấu, sản phẩm sáng tạo hơn, nhẹ hơn và đạt hiệu suất cao hơn. Trong OptiStruct, các thuật toán giải cho bài toán phân tích tuyến tính, phi tuyến tính cho hiệu suất vượt trội hơn so với phương pháp truyền thống thông thường. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với 3 tính năng tiêu chuẩn trong OptiStruct: bộ giải nhanh với quy mô lớn, bộ giải phân tích NVH, bộ giải phân tích độ bền động cơ. Đầu tiên là bộ giải nhanh và với quy mô lớn được tích hợp sẵn của OptiStruct trong bộ giải cấu trúc con đa cấp tự động, có thể nhanh chóng tính toán hàng nghìn chế độ với hàng triệu bậc tự do. Bên cạnh đó là bộ phân tích NVH, được thiết kế để phân tích tiếng ồn và độ rung của xe rất hiệu quả. Cuối cùng là bộ giải phân tích độ bền của động cơ có thể được thực hiện dễ dàng và chính xác. Sử dụng các thuật toán tối ưu hóa nâng cao, OptiStruct có thể giải quyết các vấn đề tối ưu hóa phức tạp nhất với hàng ngàn biến thiết kế trong một khoảng thời gian cực ngắn. Công cụ tối ưu hóa OptiStruct cho phép người dùng kết hợp các phương pháp tối ưu hóa kết cấu, gân, kích thước và hình dạng để tạo ra các đề xuất thiết kế thay thế tốt hơn. Sự tích hợp liền mạch này trong quá trình phân tích độ bền giúp các kỹ sư nhanh chóng đưa ra được thiết kế tối ưu nhất. Ngoài ra, OptiStruct còn có thể phân tích kết cấu với những loại vật liệu cao cấp như composite. OptiStruct có thể giúp các kỹ sư thiết kế và phân tích vị trí, chiều, hướng hợp lý của sợi trong sản phẩm. Công cụ tối ưu hóa FreeSize cho phép người dùng xác định được phân bố độ dày, thứ tự sắp xếp lớp lý tưởng trên sản phẩm. Dựa vào đó, các kỹ sư có thể nhanh chóng hiệu chỉnh và đưa ra các thiết kế mới đáp ứng được yêu cầu làm việc thực tế. Hãy liên hệ với App Việt để được trải nghiệm dùng thử và được đào tạo để có thể ứng dụng phần mềm một cách hiệu quả nhất trong công việc của bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.